Xin chào tất cả các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu văn bản Kiều ở lầu Ngưng Bích, trích truyện Kiều của Nguyễn Du. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu chung. Thứ nhất, chúng ta tìm hiểu vị trí đoạn trích. Đoạn trích nằm ở phần thứ hai, gia biến và lưu lạc, từ câu 1033 tới câu 1054. Đoạn trích này đã miêu tả tâm trạng bi kịch của Kiều khi bị giam lỏng ở lầu Ngưng Bích. Văn bản có thể chia làm 3 phần. 6 câu đầu miêu tả không gian, thời gian của bi kịch nội tâm. 8 câu tiếp miêu tả nỗi nhớ thương Kim Trọng và cha mẹ của Thúy Kiều. Và 8 câu cuối là ngoại cảnh nhìn qua tâm trạng của Kiều. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu 6 câu đầu. Chiếc lầu Ngưng Bích khóa xuân, vẻ non xa tấm trăng gần ở chung. Bốn bề bát ngát xa trông, cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia, vẽ bàng mây sớm đèn khuya, nửa kình nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng. Mở đầu đoạn trích là câu thơ chiếc lầu Ngưng Bích khóa xuân. Hai chữ khóa xuân ở đây tiếp tục ý của câu 1010, khóa mùa xuân để đợi ngày đào non. Tu bà hứa cho Kiều ở riêng ở lầu Ngưng Bích không tiếp khách. Chú ý hai từ khóa xuân cho ta hiểu những tâm trạng của nàng Kiều và cả nghệ thuật tả thiên nhiên của Nguyễn Du. Ở đây, khung cảnh thiên nhiên nhìn từ lầu Ngưng Bích là một nơi rất đẹp. Từ nơi Kiều đang tĩnh dưỡng nhìn ra xa, một cảnh trí bao la, mênh mông, vắng lặng đến nỗi gợi lên nỗi cô đơn tột độ trong tâm hồn Thúy Kiều. Các từ xa gần, bát ngát xa trông, cồn nọ dặm kia tạo cảm giác về một không gian rộng lớn, toàn cảnh, khiến nỗi cô đơn, sự nhỏ bé của nhân vật như càng nổi bật. Không có một bóng người, chỉ có không gian mênh mông mang tầm vũ trụ làm bạn với nhân vật. Bức tranh thiên nhiên còn được diễn tả cả về phương diện thời gian. Các từ tấm trăng, mây sớm, đèn khuya gợi ý về nỗi cô đơn của nhân vật cả ban ngày lẫn ban đêm. Tâm trạng cô đơn giữa một nơi xa lạ, một mình trong một ngôi lầu vắng lặng, tất yếu sẽ dẫn là tới một nỗi cô đơn, nhớ thương người thân, hướng về gia đình để tìm sự an ủi. Và đồng thời, nàng còn cảm nhận về tấm thân bơ vơ nơi góc bể chân trời. Đó là một cái hệ quả tất yếu. Có một nhà bình luận đã nhận xét, tác giả đã cực tả cái cảnh cô quạnh giữa lầu Ngưng Bích, đồng thời dàn xếp chuẩn bị tâm lý cho nhân vật của mình. Một người lưu lạc lẻ loi ở nơi tha hương, khi nhìn thấy cảnh cát bụi đầy trời sao không khỏi ngẫm nghĩ đến cuộc đời gió bụi và cái thân hột cát giữa dòng của mình. Chính bởi đối cảnh sinh tình mà Kiều đã có những ý nghĩ nhớ nhung. Đây là trích của lời bình luận của nhà phê bình Lê Văn Hòe. Từ đó thì ta thấy là Kiều đã bộc lộ nỗi nhớ thương người thân trong 8 câu thơ tiếp theo. Tưởng người dưới nguyệt chén đồng, tiếng sương luống những giày trông mai chờ. Bên trời góc biển bơ vơ, tấm son cột rửa bao giờ cho phai. Xót người tựa cửa hôm mai, quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ. Sân lai cách mấy nắng mưa, có khi gốc tựa đã vừa người ôm. Ở đây Thúy Kiều đã nhớ đến Kim Trọng. Trong Kim Vân Kiều truyện, Thúy Kiều nhớ đến cha mẹ trước, sau đó mới nhớ Kim Trọng. Điều này thì rõ ràng là đi theo cái quy định của lễ giáo phong kiến ngày xưa. Thế nhưng mà tiếp thu cốt truyện, Nguyễn Du đã có sự sáng tạo để nàng nhớ Kim Trọng trước, tưởng người rồi mới nhớ đến sót người. Chỉ có lần ở lầu Ngưng Bích này là Kiều nghĩ về Kim Trọng trước, còn các lần nhớ sau bao giờ nàng cũng nhớ về cha mẹ trước. Có nhà nho cho rằng đây có lẽ là dụng tâm của tác giả, bởi vì nàng nghĩ đến chén đồng, tức là nghĩ đến lời thề về tình nghĩa trăm năm vàng đá cùng chàng Kim. Nay vì hoàn cảnh xô đẩy mà lời thề ấy không giữ được. Với người xưa, lời thề trước trời đất là vô cùng thiêng liêng và cao cả. Vì thế, nỗi nhớ của Thúy Kiều ở đây không hẳn đơn thuần là nhớ người yêu, mà còn bao hàm sự đau đớn vì hoàn cảnh éo le đã không cho nàng giữ trọn lời thề. Đau đớn vì chàng Kim ngày ngày vẫn trông đợi tin nàng. Nhớ chàng Kim còn là dịp để Kiều bộc lộ nỗi niềm riêng từ tận đáy lòng về tấc lòng chung thủy son sắt. Bên trời góc bể bơ vơ, tấm son cột rửa bao giờ cho phai. Dẫu cho hoàn cảnh buộc nàng phải thay đổi,
nhưng tấm lòng son sắt không bao giờ phai nhạt. Tiếp đó, Kiều đã nhớ về cha mẹ, gia đình. Kiều là người con có hiếu, chính vì đạo hiếu mà nàng đã quyết định hy sinh tình yêu riêng tư, bán mình lấy tiền cứu cha và em. Nỗi nhớ cha mẹ lại tiếp tục cho ta thấy tấm lòng hiếu thảo cao đẹp của nàng. Không một chút than thở về bất hạnh, đau khổ cho bản thân, Kiều chỉ lo lắng cho cha mẹ và ân hận vì đã không được trực tiếp chăm lo, phụng dưỡng cha mẹ. Chữ xót ở đây có ý nghĩa đặc biệt, dùng một từ chỉ nỗi đau thân thể để cụ thể hóa nỗi đau vô hình của người con hiếu thảo. Xót người tựa cửa hôm mai. Nỗi nhớ được diễn tả không hề chung chung mà có nội dung cụ thể, qua đó bộc lộ tâm hồn, tính cách tốt đẹp của nhân vật. Hai câu thơ xót người tựa cửa và quạt nồng ấp lạnh là nỗi đau đớn, lo lắng vì không biết ai có thể thay thế mình chăm sóc vật chất cho cha mẹ. Còn hai câu thơ xuân lai cách mấy nắng mưa, có khi cốc tử cũng vừa người ôm, thì lại là lo âu vì không biết ai sẽ thay mình đem lại niềm vui tinh thần cho cha mẹ. Rõ ràng ở những câu này tác giả đã miêu tả Kiều rất người trong nỗi nhớ về cha mẹ và nỗi nhớ về Kim Trọng. Nhưng tâm trạng của Kiều còn thật hơn ở trong 8 câu cuối. Buồn trông cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. Buồn trông ngọn nước mới xa, hoa trôi man mác biết là về đâu. Buồn trông nội cỏ dầu dầu, chân mây mặt đất một màu xanh xanh. Buồn trông gió cuốn mặt doành, ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. Sau nỗi nhớ triền miên là nỗi buồn tê tái, sự hoang mang và lo sợ triền miên. Nỗi đau buồn như xé tâm can, cứ siết chặt lấy hồn nàng. Câu thơ, đoạn thơ có 8 câu đầy ắp tâm trạng. Nhà thơ đã lấy khung cảnh thiên nhiên làm nền cho sự vận động nội tâm của nhân vật trữ tình. Còn đâu nữa cảnh vật thân quen ở vườn thúy, tất cả đã trở nên xa lạ và hoang sơ. Giờ chỉ còn cửa bể chiều hôm, chỉ còn con thuyền thấp thoáng, chỉ còn ngọn nước, rồi đặc biệt là hình ảnh hoa trôi man mác, bụi cỏ dầu dầu gợi cho nàng những suy nghĩ về thân phận. Chính những cảnh vật ấy, âm thanh ấy đã có phần đặc tả tâm trạng của Kiều, một bi kịch đang dày vò tan nát cõi lòng. Mỗi một hình ảnh, một ngữ từ xuất hiện lại gợi trong tâm hồn người đọc một trường liên tưởng chua xót về nỗi đau và số phận bạc mệnh của người con gái. Và ở đây, tác giả đã sử dụng hình ảnh ẩn dụ tượng trưng vô cùng ý nghĩa. Cánh buồm xa xa thấp thoáng trên cửa bể chiều hôm thực ra gợi ra hành trình lưu lạc mờ mịt. Cánh hoa trôi man mác rồi lên tập xuống giữa ngọn nước mới xa bao la cũng là tâm trạng lo âu về thân phận nhỏ bé trôi dạt giữa dòng đời vô định. Hay nội cỏ dầu dầu vàng úa hiện ra giữa màu xanh của một chân trời mặt đất kia là hiện thực cuộc đời tan úa của nàng. Và đặc biệt những câu cuối, nàng thấy biển trời dữ dội ầm ầm tiếng sóng đang vỗ kêu quanh ghế ngồi của mình là sự lo âu về một tương lai đầy những đe dọa. Mỗi câu thơ, mỗi hình ảnh ngôn từ miêu tả thiên nhiên, miêu tả ngoại cảnh lại mang một ý nghĩa và giá trị, một ẩn dụ, một tượng trưng về tâm trạng đau khổ và số phận đen tối của một kiếp người trong bể trầm luân. Ngoài ra thì ở đây tác giả còn sử dụng một hệ thống các từ lấy thấp thoáng, xa xa, man mác, dầu dầu, xanh xanh, ầm ầm, tạo lên âm điệu hiu hắt, trầm buồn, ghê sợ. Ở vị trí đầu dòng thơ, điệp từ buồn trông 4 lần cất lên như một tiếng kêu ai oán, não ngục, kêu thương, diễn tả nét chủ đạo chi phối tâm trạng Thùy Kiều, làm cho người đọc vô cùng xúc động. Tóm lại, chúng ta thấy ở trong đoạn trích Kiều ở Lồng Hương Bích, tác giả đã miêu tả cho chúng ta thấy những tâm trạng của Kiều. Đây là một bức tranh đa dạng phong phú về ngoại cảnh và tâm trạng khắc họa nỗi đau buồn, sợ hãi cũng như nỗi nhớ thương gia đình của Kiều mà Kiều đang phải chịu đựng trong thời gian Kiều ở Lồng Hương Bích. Tiếp theo về mặt nghệ thuật, ta thấy ở đây tác giả đã rất là thành công trong việc miêu tả nội tâm bằng ngôn ngữ độc thoại và tả cảnh ngụ tình. Nghệ thuật tả cảnh của ngụ tình của Nguyễn Du phải nói là vô cùng điêu luyện, cảnh mang hồn người, cảnh và tình hòa hợp sống động. Tả cảnh để tả tình, trong cảnh có tình, lấy cảnh để phô diễn tâm trạng, và nó rút ra một quy luật: người buồn
cảnh có vui đâu bao giờ. Ngoài ra thì tác giả còn sử dụng những thành ngữ điển cố, điệp ngữ từ lái ẩn dụ rất biểu cảm. Càng cảm nhận được nỗi đau, nỗi cô đơn của Kiều thì chúng ta càng thêm khâm phục, chúng ta càng thêm đồng cảm với Kiều, xót thương cho nàng. Đúng như là Tố Hữu đã từng viết, Tố Như ơi, lệ chảy quanh thân Kiều. Như vậy, chúng ta đã vừa tìm hiểu đoạn trích Kiều ở lầu Hương Bích. Chúc các em học tập thật tốt. Xin chân thành cảm ơn các em đã lắng nghe bài giảng. Xin chào tất cả các em.